Theo phản ánh thời điểm giữa năm 2016, mùi hôi thối xuất hiện từ hướng bãi rác Đa Phước đã làm đảo lộn cuộc sống của cư dân ở phố Mỹ Hưng. Như một vòng tuần hoàn, suốt những năm qua, cứ vào mùa mưa, ám ảnh về ô nhiễm cứ tăng chứ chưa bao giờ giảm. Chị còn ước ao là chị có thể thu lại được cái mùi hôi thối đấy để chị mang đến cái cuộc họp đấy. Bởi vì có những ngày là em ngửi nó là mùi rác, có những ngày thì em ngửi mùi giống như là mùi phân ấy. Tức là nó không thể chấp nhận được luôn ấy. Bãi rác Đa Phước với công suất hiện tại là 13 triệu tấn, độ cao của bãi rác khoảng 27 mét. Cùng với sự phình to theo thời gian ấy, phạm vi cư dân bị tấn công bởi mùi hôi cũng rộng ra. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, biến đổi khí hậu chính là tác nhân. Năm nay vào cái biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của các mùa thì sẽ có mùi hôi, đặc biệt là ở cái bãi này. Cái biến đổi khí hậu nó chỉ có một tác động nếu có, rất nhỏ. Thì có thể là có khi thì là một khô khô nóng nhiều quá nhưng nó cũng bốc hơi nhiều, có khi là nó mưa đột ngột nó cũng là bốc hơi nhiều, hoặc là làm gì đấy làm mà phân hủy nhanh hay là phải nghỉ chậm như đó, thì đây là cái tác động, những cái tác động đó không nên đổ hoàn toàn cho biển hiệu. Hiện nay trên địa bàn thành phố, chất thải rắn sinh hoạt bình quân mỗi ngày có 8.900 tấn. Riêng khu Đa Phước, đơn vị công ty xử lý chất thải rắn Việt Nam với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh khoảng 5.000 tấn mỗi ngày bằng hợp đồng xử lý ký với thành phố. Theo các chuyên gia, Đa Phước đang có sự độc quyền trong xử lý rác, dù gây ra ô nhiễm kéo dài. Ngoài ra, hợp đồng giữa thành phố với chủ đầu tư khu xử lý rác Đa Phước cần được xem xét lại để đảm bảo lợi ích của người dân. Và chính là cái vấn đề chúng ta không làm chủ được cái hợp đồng. Trong cái hợp đồng không fair play, tức là không có một cái công bằng gì cả. Trong cái hợp đồng là nghĩ rõ là phải là xử lý bằng phương pháp tiên tiến hiện đại và thích hợp này kia này. Nhưng mà cuối cùng là có xử lý gì đâu, nhưng mà cũng hợp vệ sinh. Nếu mà đã hợp vệ sinh thì nó không có mùi, ở đây cũng hợp vệ sinh cho nên mùi bốc lên. Anh chỉ có nhiệm vụ anh nhận rác, trôn lấp và lấy tiền, nhưng mà giá lại rất cao. Đến thời điểm hiện tại, cư dân khu Nam Sài Gòn vẫn đang tiếp tục kêu cứu vì bị mùi hôi làm đảo lộn cuộc sống. Dù cơ quan chức năng đã đưa ra tới 10 biện pháp, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.